Dương Tử gửi lời chúc mừng sinh nhật và chúc bộ phim mới của Mã Tư Thuần thành công, thì người bạn thân Châu Đông Vũ lại im hơi lặng tiếng. Sau 14 tập phim được lên sóng, bộ phim Em là thành trì doanh lụy của anh chính thức được mở điểm Dubai với con số ấn tượng. Thế nhưng, từ khóa Mã Tư Thuần, Châu Đông Vũ lại chiếm cứ hot search và nhanh chóng hấp dẫn sự quan tâm của cư dân mạng vì thái độ lạnh nhạt của cả hai. Đồng thời, động thái thân thiết giữa Mã Tư Thuần và Dương Tử càng khiến chủ đề tình bạn ở giới giải trí thêm phần sôi nổi. Bộ phim Em là thành trì doanh lụy của anh do Mã Tư Thuần, Bạch Kính Đình đóng chính, vừa mở Dubai cho khán giả đánh giá với điểm số lên đến 8.1. Hiện tại đã có hơn 19.000 đánh giá dành cho Em là thành trì doanh lụy của anh. Số lượng 5 sao chiếm 32,8%, 4 sao chiếm 45,1%, 3 sao chiếm 16,5%, 2 sao và 1 sao chiếm 5,5%. Sau khi xem phim, đa phần khán giả đều nhận xét rằng Em là thành trì doanh lụy của anh có nội dung khá dễ chịu, tình tiết phim dễ thương, ngọt ngào. Riêng cặp đôi vai chính, Mã Tư Thuần, Bạch Kính Đình cũng nhận đánh giá diễn xuất tốt. Cùng thời điểm Em là thành trì doanh lụy của anh phát sóng, Mã Tư Thuần cùng đón mừng tuổi mới. Để chúc mừng Mã Tư Thuần, Dương Tử lập tức gửi lời hỏi thăm đến cô bạn. Động thái của Dương Tử được đánh giá là góp phần giúp Mã Tư Thuần tuyên truyền cho tác phẩm mới. Dẫu vậy, sau khi Dương Tử chúc mừng, netizen lại gọi tên Châu Đông Vũ. Bởi lẽ, Châu Đông Vũ, Mã Tư Thuần từng là bạn thân. Nay Mã Tư Thuần mừng sinh nhật và mừng lưu phim mới được đón nhận. Ấy vậy, nhưng người nhắn gửi đến cô lại là Dương Tử chứ không phải Châu Đông Vũ. Không ít khán giả gọi tên Châu Đông Vũ và chỉ trích cô chẳng khéo léo như Dương Tử. Bộ phim truyền hình Trung Quốc Em là thành trì doanh lụy của anh được chuyển thể từ tiểu thuyết 10 dặm gió xuân chẳng bằng của Mộc Thanh Vũ. Phim xoay quanh câu chuyện tình ngọt ngào giữa chàng cảnh sát hình khắc lũy Bạch Kính Đình trẻ tuổi và bác sĩ Mễ Kha Mã Tư Thuần đầy lòng nhân hậu. Cả hai gặp nhau trong một khóa huấn luyện cứu hộ khẩn cấp do SWAT tổ chức. Qua thời gian cùng sinh hoạt và hết mình vì sự nghiệp, cả hai dần xích lại gần nhau, nảy sinh tình cảm. Bộ phim thường được gắn với cái tên Hậu Duệ Mặt Trời Bản Trung do cũng cùng nội dung về cặp đôi quân nhân và bác sĩ. Tuy nhiên, thực tế nguyên tác, Em là thành trì doanh lụy của anh đã được Mộc Thanh Vũ xuất bản từ năm 2013, phim Hậu Duệ Mặt Trời của Hàn Quốc công chiếu vào năm 2016. Mã Tư Thuần từng nhận được rất nhiều lời khen về diễn xuất, nhất là sau khi nhận giải Ảnh hậu Kim Mã cho bộ phim Thất Nguyệt và An Sinh đóng cùng Châu Đông Vũ. Mã Tư Thuần có gương mặt thanh tú, khí chất tươi tắn, tự nhiên, nụ cười dễ làm tan chảy trái tim người khác. Trong bộ phim này, cô vào vai một bác sĩ hết lòng vì người bệnh, đầy lòng nhân ái và trái tim quả cảm. Diễn xuất của cô nàng ảnh hậu Mã Tư Thuần khiến cho người xem không khỏi đồng cảm với nữ bác sĩ Mễ Kha với nụ cười tỏa nắng. Đồng hành cùng Mã Tư Thuần là anh chàng diễn viên trẻ đầy triển vọng của phim Thanh Xuân Hoa Ngữ Bạch Kính Đình. Anh cực kỳ thu hút trong tạo hình một chàng cảnh sát trẻ đầy bản lĩnh. Chuyện tình cảm của cặp đôi hình khắc lũy, Mễ Kha luôn gắn liền với công việc, những thời khắc nguy hiểm vật lộn cùng sinh tử. Nhưng sau tất cả, họ vẫn trao cho nhau thứ tình yêu nhẹ nhàng, giản dị hơn nhưng cũng không kém phần lãng mạn, ngọt ngào. Khi xem phim, khán giả còn bị rung động trước hàng loạt cảnh tình tứ, sát cánh bên nhau của cặp đôi hình khắc lũy, Mễ Kha. Từ những lúc nguy hiểm cận kề đến hạnh phúc nhỏ bé, lúc an nhàn, cặp trai tài gái sắc không ngừng khiến trái tim fan thăng chảy.